Bốn người Việt lọt danh sách Forbes Under 30 châu Á, Phan Đăng Hoàng, Phạm Tuấn Huy, Đồng Văn Hùng và Trần Tuấn Minh là những gương mặt trẻ Việt Nam được Forbes đưa vào danh sách 30 Under 30 Asia. Ngày 16 tháng 5, tạp chí Forbes chính thức công bố danh sách 30 Under 30 Asia năm 2024. Danh sách bao gồm những cá nhân dưới 30 tuổi tại châu Á, có thành tích nổi bật trong các lĩnh vực nghệ thuật, giải trí, tài chính, công nghệ, truyền thông, khoa học. Trong đó, có 4 gương mặt trẻ đến từ Việt Nam là Phan Đăng Hoàng, nghệ thuật, Phạm Tuấn Huy, khoa học, Trần Tuấn Minh, xã hội và Đồng Văn Hùng, truyền thông. Phan Đăng Hoàng. Phan Đăng Hoàng, sinh năm 2000, là nhà thiết kế gen Z nổi bật. Tốt nghiệp trường La Nuova Accademia di Belle Arti, Milan, Italy vào năm 2022. Sự nghiệp của anh gắn liền với kinh đô thời trang Milan. Bộ sưu tập Mirai, ảo ảnh, được trình làng tại tuần lễ thời trang Milan hồi tháng 2 năm 2023 là bước đệm cho thành công của nhà thiết kế trẻ. Bộ sưu tập lấy cảm hứng văn hóa, cảnh quan vùng Tây Bắc, đặc biệt từ tác phẩm Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài. Tháng 2 năm 2024, bộ sưu tập Sonder của Phan Đăng Hoàng cũng nằm trong lịch trình chính thức của tuần lễ thời trang Milan, được trình chiếu trực tuyến. Các thiết kế này lấy ý tưởng từ tranh lụa của họa sĩ Việt Lê Thị Lựu. Nhiều người nổi tiếng như Hồ Ngọc Hà, Hương Giang, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên hay Fashionista Châu Bùi đều diện trang phục của Phan Đăng Hoàng khi chụp hình bìa tạp chí, tham dự sự kiện quan trọng. Một số chuyên trang review thời trang quốc tế cũng quan tâm đến sản phẩm của tôi. Đây là một trong những minh chứng về sự công nhận của giới mộ điệu trên toàn thế giới. Đối với mắt nhà thiết kế Gen Z, tôi không đặt nặng trọng trách gánh vác cả một thế hệ. Tuy nhiên, tôi mong có thể trở thành một nhân tố giúp thế hệ này trở nên tốt đẹp hơn. Phan Đăng Hoàng. Phạm Tuấn Huy. Phạm Tuấn Huy, sinh năm 1996, là nhà nghiên cứu toán học tại Đại học Stanford, Mỹ. Mới đây, anh chứng minh thành công giả thuyết Kankalai. Cùng với nhà toán học Hàn Quốc Ji Myung Park, Phạm Tuấn Huy công bố nghiên cứu trên tạp chí của Hiệp hội Toán học Mỹ hồi tháng 1. Trước đó, vào tháng 1 năm 2023, Viện Toán học Clay, CMI, tại Mỹ chính thức trao học bổng nghiên cứu Clay Research Fellowship cho Phạm Tuấn Huy. Đây là học bổng dành cho các nhà toán học trẻ mới hoặc sắp tốt nghiệp tiến sĩ. Anh trở thành nghiên cứu viên Viện Toán học Clay trong 5 năm, từ tháng 7 năm 2023. Tuấn Huy cũng hai lần giành huy chương vàng Olympic Toán quốc tế, có khả năng trở thành nhà toán học hàng đầu theo đánh giá của CMI. Huy là nhà nghiên cứu sáng tạo và sung sức, đã có những đóng góp cơ bản cho tổ hợp, xác suất, lý thuyết số và khoa học máy tính lý thuyết, CMI đánh giá về nhà khoa học trẻ người Việt Nam. Đồng Văn Hùng. Đồng Văn Hùng, sinh năm 1996, là YouTube đứng sau kênh ẩm thực mẹ làm. Kênh YouTube này hiện sở hữu hơn 1 triệu người đăng ký, góp phần quảng bá ẩm thực nông thôn Việt Nam đến với khán giả ở khắp nơi trên thế giới. Đồng Văn Hùng thành lập kênh từ năm 2019, thu hút số lượng lớn người xem. Ẩm thực mẹ làm đạt 100.000 người đăng ký chỉ sau 3 tháng, giúp YouTube này nhanh chóng nhận được nút bạc. Mỗi video đều tái hiện cuộc sống giản dị ở miền quê của mẹ con Hùng. Những trải nghiệm nấu ăn, chăm sóc khu vườn, thu hoạch nông sản được khắc họa một cách chân thực nhưng không kém phần hấp dẫn trong 181 clip. Đoạn mô tả trên kênh Cuộc sống nông thôn. Sống chậm lại, không ồn ào. Cứ an nhiên, rồi đời sẽ bình yên, đặc biệt phù hợp với xu hướng chữa lành, bỏ phố về quê của một bộ phận người trẻ hiện nay. Đồng Văn Hùng nằm trong số ít đại diện Việt Nam có cơ hội tham dự sự kiện YouTube FanFest vào năm 2020. Trần Tuấn Minh, Berrien Minh Trang. Trần Tuấn Minh, sinh năm 2002, là nhà đồng sáng lập và chủ tịch tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp tại Việt Nam, WePower. Được thành lập vào năm 2020, WePower liên tục tổ chức hội thảo với các diễn giả khách mới đến từ Vingroup, công ty khởi nghiệp Sky Mavic hay nhà phát triển trò chơi điện tử dựa trên blockchain AC Infinity. WePower cho biết hơn 30.000 sinh viên đã hưởng lợi từ những buổi hội thảo trên. Tổ chức này cũng giúp 30 sinh viên khởi nghiệp huy động 3,5 triệu đô la Mỹ tiền vốn. Ban lãnh đạo của WePower bao gồm những cái tên có tầm ảnh hưởng trong hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam. Bên cạnh vai trò đồng sáng lập WePower,
Trần Tuấn Minh còn đảm nhiệm vị trí trợ lý cho Phó Giám đốc điều hành toàn cầu của VinFast, đơn vị sản xuất ô tô của tập đoàn Vingroup. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.